Ngỡ ngàng khi Hoa hậu Hờ Hen Nhê lại xuất hiện trong đời thi của đường lên đỉnh Olympia 2019. Ở cuộc thi quý của tháng thứ hai, Hờ Hen Nhê là nàng hậu hiếm hoi được xuất hiện trong một câu hỏi của chương trình đường lên đỉnh Olympia. Xuất sắc tạo nên kỳ tích khi được gọi tên vào top 5 Miss Universe 2018, Hờ Hen Nhê đã đưa nhan sắc Việt vươn lên một tầm cao mới. Với tài năng và nghị lực sống của mình, mỹ nhân sinh năm 1992 không chỉ được người hâm mộ yêu mến và truyền thông quốc tế cũng hết lời ca ngợi. Vừa qua, cô còn được gọi tên cho giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất 2018 do Thế giới bình chọn. Mới đây, tên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn xuất hiện trong câu hỏi ở phần thi khởi động của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Như vậy, Hờ Hen Nhê đã trở thành nguồn cảm hứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước câu hỏi, đại diện của Việt Nam đạt thành tích tốt nhất ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tính đến năm 2018 là ai? Bạn Xuân Phương dễ dàng đưa ra được kết quả đúng, đó chính là Hờ Hen Nhê, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Trước đó, Hoa hậu Hờ Hen Nhê cũng khiến khán giả tự hào khi nhiều lần xuất hiện trong các đề thi môn ngữ văn. Một số khán giả cho rằng, đề thi có tính liên hệ thực tế cao đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho các em học sinh làm bài thật tốt. Những ngày qua, Hờ Hen Nhê đang có mặt tại Buôn Mê Thuột để tham gia lễ diễu hành khắp các tuyến phố để quảng bá cho lễ hội cà phê. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách và cộng đồng người dân địa phương tham gia hưởng ứng. Hoa hậu Hờ Hen Nhê, sự hoang dã độc nhất và ba thứ nằm ngoài tưởng tượng của người Việt. Ngày 17 tháng 12 vừa qua đã tạo ra một cơn chấn động toàn thể người Việt Nam trên thế giới khi Hờ Hen Nhê lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Tuy không giành được chiến thắng chung cuộc vì có chút vướng mắc ở khâu phiên dịch trong lúc trả lời câu hỏi ứng xử, nhưng Hờ Hen Nhê vẫn làm nên kỳ tích lớn, khiến cả dân tộc phải vỡ òa hạnh phúc. Còn nhớ vào thời điểm cách đây vài tháng, Hờ Hen Nhê vẫn đang phải nhận vô vàn chỉ trích, phản đối từ dư luận khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Rất nhiều người đã kích ngoại hình của Hờ Hen Nhê và cho rằng cô chưa xứng đáng có được ngôi vị Hoa hậu. Ai cũng lo lắng về khả năng thành công của cô tại cuộc thi trên thế giới. Thế nhưng bỏ qua dị nghị và những lời gièm pha, Hờ Hen Nhê đã làm được điều tuyệt vời không ai ngờ tới. Chưa từng có người đẹp Việt Nam nào đạt đến thành tích của Hờ Hen Nhê. Với thành tích này, Hờ Hen Nhê đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ, ghi danh đất nước vào bản đồ nhan sắc quốc tế. Vậy Hờ Hen Nhê có gì khác biệt so với tất cả những thế hệ hoa hậu, người đẹp trước đây để đạt được thành tích lớn như vậy? Nhan sắc độc nhất, tướng xấu mà đẹp, khiến thế giới mê mẩn. Khi Hờ Hen Nhê đăng quang, ai cũng dè biểu nhan sắc của cô. Đa số mọi người chê Hờ Hen Nhê vì cô quá khác với chuẩn hoa hậu Việt Nam truyền thống. Không một hoa hậu người Việt nào từ trước đến nay lại có làn da quá nâu và mái tóc quá ngắn như Hờ Hen Nhê. Cô cũng không phải kiểu con gái yểu điệu thục nữ, mềm mại như người ta thường thấy. Đến cả cách nói chuyện, Hờ Hen Nhê cũng mạnh bạo, tự nhiên, không đi theo lối nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Mọi thứ thuộc về Hờ Hen Nhê nằm ở ba điều. Quá lạ, quá mới và quá khác biệt, khiến công chúng Việt chưa thể tiếp nhận được một sớm một chiều. Vì thế cô bị coi thường và phản đối dữ dội. Nhưng trong số những người từng biểu môi trước Hờ Hen Nhê ngày đó, không ai biết rằng chính cái nét bị chê là xấu, là không phù hợp ấy, là khiến thế giới phải mê mẩn. Đó mới thực sự là vẻ đẹp tiềm ẩn và đắt giá của Hờ Hen Nhê, thứ mà chưa hoa hậu Việt Nam nào có được từ trước đến nay. Người ta chê bai làn da ngâm của Hờ Hen Nhê và cho rằng nó không đúng chuẩn hoa hậu. Nhưng trên thế giới không có tiêu chuẩn nào yêu cầu hoa hậu phải có làn da trắng. Bước sang thế giới, tất cả mọi màu da đều được đánh giá ngang bằng nhau và dù bạn mang màu da nào, bạn vẫn được tôn trọng. Trên thực tế, người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây rất chuộng da ngâm vì nó có thể hiện sức mạnh, năng động. Đó là lý do vì sao phụ nữ phương Tây thường phải tốn tiền để đi nhuộm da nâu. Hơn nữa, phong cách đánh giá nhan sắc của thế giới, chuẩn đẹp dành cho phụ nữ Đông Nam Á thường là da ngâm chứ không phải da trắng, vì nó thể hiện đúng bản nguyên khí hậu, sắc tộc và văn hóa của chúng ta. Có thể thấy, đa số diễn viên châu Á thành danh tại Hollywood đều có làn da hơi ngâm. Đàn ông phương Tây khi đến Việt Nam cũng thường thích những cô gái da nâu hơn trắng trẻo theo kiểu Ngọc Trinh. Xu hướng về thẩm mỹ, cái đẹp của thế giới hiện nay là tôn trọng mẫu gốc và nét thuần nguyên của người Việt từ cách đây hàng trăm năm là chính là màu da ngâm. Bởi vậy, làn da nâu đặc trưng của Hờ Hen Nhê chính là món quà mang đậm tính quốc gia, dân tộc, giúp cô được đánh giá cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Với người Việt, phụ nữ chuẩn truyền thống phải có mái tóc dài thướt tha. Hầu hết các đời hoa hậu Việt Nam đều để tóc dài. Hờ Hen Nhê lại hoàn toàn đi ngược lại số đông khi sở hữu mái tóc tém.
Nhưng với thế giới, mái tóc ngắn hoàn toàn của Hohenye lại là vẻ đẹp và thể hiện cá tính, sự mới mẻ, nổi bật hơn những thí sinh khác. So với những đời hoa hậu trước đây, ngoại hình của Hohenye có sự tổng hòa và đẹp chuẩn hoa hậu hơn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cái đẹp phải đến từ đó. Theo cái nhìn của thế giới, mắt đẹp là phải có độ sâu, và Hohenye là một trong số ít hoa hậu sở hữu đôi mắt như vậy. Đôi mắt này gợi lên cho người đối diện rất nhiều cảm xúc và sự lôi cuốn. Nếu soi xét kỹ càng, tỷ lệ các số đo trên khuôn mặt của Hohenye như chiều dài trán, độ rộng mắt, chiều rộng mặt, chiều dài mũi, đường cánh mũi, sống mũi đều khá chuẩn. Đường nói giữa ba điểm góc mũi, dưới mũi và điểm lõm giữa môi dưới với cằm của Hohenye tạo nên đường cong lồi ra ngoài. Đây là tỷ lệ đẹp đúng chuẩn giải phẫu thẩm mỹ. Nụ cười của Hohenye rất tươi tắn, rạng rỡ, nhưng không quá rộng như người phương Tây mà vẫn nhỏ nhắn, mang nét Á Đông. Đây là một trong những nét ăn điểm của cô, dù ít ai nhận ra. Như vậy có thể thấy Hohenye có một vẻ đẹp ngoại hình rất đắt giá. Nó vừa đi đúng chuẩn hoa hậu thế giới, lại vừa toát lên điệu hồn dân tộc, bản gốc người Việt và tràn đầy năng lượng. Vẻ đẹp này chưa một hoa hậu người Việt nào có được. Hình mẫu hoa hậu mang dạy, tự nhiên và chất phác. Khác với nhiều hoa hậu đi trước, Hohenye không xuất thân từ gia đình gia giáo, chuẩn mực, cũng không sống trong môi trường giáo dục nề nếp theo kiểu tiên học lễ hậu học văn của người miền xuôi. Cô gái dân tộc thiểu số này từ bé đã phải trèo đèo, lội suối, lên nương, làm rẫy, sống và làm bạn với núi rừng, thiên nhiên. Nhờ đó cô hấp thụ được cái hào sảng, mạnh mẽ, mang dạy và tự nhiên của núi rừng. Mẹ thiên nhiên đã truyền năng lượng sức sống căng trào vào huyết quản của cô. Ở nơi Hohenye sống, người ta gọi nhau qua cả một quả đồi, sống với nhau bằng sự chân thật, chất phác. Cô từng nói trong tiếng ED không có từ nói dối, ai cũng nói thật, chỉ khi xuống miền xuôi tôi mới biết nói dối là gì. Bởi vậy tính cách của Hohenye cũng rất thật và tự nhiên như một tờ giấy trắng. Cô nói, tôi thấy mình hoang dã, không giống ai. Cái gì tôi cảm thấy không sai, không bị vô đạo là tôi làm hết. Tôi không bị sợ người khác nói thế này thế kia. Dù là hoa hậu, tôi vẫn ngoái lỗ mũi ở nơi công cộng. Tôi thấy như thế là bình thường, tính tôi tự nhiên như thế. Tôi không thảo mai được như một số người trong showbiz. Tôi là người rất thẳng tính, không biết nịnh nọt. Chính cái mộc mạc chất phác như vậy đã giúp Hohenye khác biệt hoàn toàn với những hoa hậu còn lại. Đôi khi bạn không cần phải là người đẹp nhất hay chuẩn mực nhất, chỉ cần bạn khác biệt, bạn đã thành công, và Hohenye đã có được điều đó. Khí chất, phong thái của cô không giống với bất cứ hoa hậu nào trước đây, nó có gì đó rất khác biệt. Dám chắc rằng nếu người không thể phân biệt được hàng loạt hoa hậu mới ra lò hiện nay, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là Hohenye. Sự tự nhiên này còn toát ra từ trong bước catwalk và biểu cảm của Hohenye khi cô bước trên sàn đấu thế giới. Nụ cười của cô rất nổi bật, gây thiện cảm với toàn bộ ban giám khảo. Trong cuộc sống công nghiệp thị trường đầy khói bụi bon chen ngày nay, sự bộn bề phức tạp tăng cao. Bởi vậy tâm lý và xu hướng của công chúng là tìm về những thứ mộc mạc, giản dị. Bởi vậy cách thể hiện tự nhiên không gò bó kiểu cách của Hohenye vô hình chung lại rất hợp với công chúng và là thứ công chúng đang cần. Nhờ đó Hohenye đã truyền đi những năng lượng vô cùng tích cực, khiến mọi người cảm thấy yêu đời, ham sống hơn. Cô là hình mẫu truyền cảm hứng tươi mới và độc đáo, giống như lời cô nói. Để lạc quan, yêu đời và vươn lên, tôi luôn phải giữ năng lượng tích cực trong mình và nhìn mọi thứ xung quanh ở trạng thái tốt đẹp. Nghị lực sống mãnh liệt và đầy nhân ái. Hohenye là một trong những hoa hậu có hoàn cảnh đặc biệt nhất Việt Nam. Như đã nói, cô không được sinh ra trong một gia đình khá giả và cũng không được giáo dục theo chuẩn mực. Từ bé Hohenye đã phải làm đủ vất vả, làm đủ mọi việc từ trong nhà ra ngoài rẫy. Trong buôn làng của Hohenye, con gái thường không được học cao, không được coi trọng và phải lấy chồng sớm. Nhưng bằng nghị lực sống và sức đấu tranh mãnh liệt của mình, Hohenye đã dám đứng lên chống lại luật lệ, thậm chí là người gia đình mình để được đi học đại học, chỉ nhất quyết không chịu lấy chồng. Lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng, Hohenye phải bươn chải làm đủ mọi việc, nhưng vẫn kiên quyết bám trụ để học tập và phấn đấu. Nhiều người thoát ly thành công thường không muốn nhìn lại quê hương, nhưng Hohenye thì khác. Cô luôn hướng về buôn làng, luôn tìm cách vận động, kêu gọi, xin tài trợ để đem ánh sáng văn minh về cho dân làng, giúp xóa bỏ hủ tục, bảo tồn văn hóa truyền thống. Từ tấm lòng nhân ái ấy, Hohenye đã có được câu trả lời ứng xử xuất sắc và được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Cô đã chứng minh mình xứng đáng được ngồi ở ngôi vị Hoa hậu để truyền đi những năng lượng tích cực nhất và luôn đấu tranh vì nhân quyền.